quay lại cái này sau làm tư liệu đấy anh Hùng. Nha. Yeah. Đang lưu lại nhé. Vùng phòng khách phòng khiếc được ngay. Đấy, cửa có chó này. Có nhập Mỹ đấy chứ. Quá đẳng cấp đúng không? Phun đến căn này là phun nội thất của ông chó hết, quá đẳng cấp. Vô xem phần nội thất bên trong này. Trong này phải sử dụng hơn một năm rồi, hôm nay đi bảo trì bảo dưỡng này. Sàn này, bàn của sofa này, tủ tivi này, quá đẳng cấp ha. Đấy, sử dụng hơn một năm rồi, hơn... ok. Bề mặt càng ngày càng đẹp, nổi vân lên, độ bóng rất là đẹp. À con.